Ánh Hương đang đứng trước Crescent Theater, nơi mà cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ được ra mắt tối hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, đặc điểm của cuốn phim này là đạo diễn và người sáng tác. Cuốn phim là hai người phụ nữ không những có nhan sắc nhưng mà tài năng thật là vẹn toàn. Mai Thu Hiền là một diễn viên và đạo diễn của những cuốn phim nổi tiếng như Kiều và Lạc Giới. Nhật Hà, người viết ra kịch bản, đã từng là một supermodel, diễn viên và đạo diễn mà rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta. Anh Hương xin kính mời các bạn theo anh Hương vô trong để chúng ta có thể thưởng thức cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh. This story brought a lot of tears to many of us tonight. All is based on love. So this universal story is one thing is to let us know that don't forget one thing important. For each, every one of us is love. We can love our lover, we can love our husband, our wife, our parents, our grandparents, and our ancestors, and our countries, who brought us here, who made us who we are today. And we lovely appreciate every individual that contributes this lovely story. It's all based on love. Don't forget, very important. Anh Đức Tín, vậy thì góc nhìn về tình yêu của anh trong bộ phim này thì như thế nào? Đối với Tín thì bộ phim này nói về tình yêu, nhưng mà quý vị sẽ thấy tình yêu này rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Đầu tiên là tình yêu của vợ chồng, tiếp đến là tình yêu của những người yêu nghệ thuật, của đạo diễn và của cô ca sĩ. Và bên cạnh đó, vai diễn đằng của Đức Tiến trong bộ phim The Way to Flower này thì là tình yêu của Đức Tiến dành cho người nữ ca sĩ, đó tình yêu của những người trong nghề với nhau, yêu nghệ thuật chứ không phải chỉ yêu bằng thể xác. Nhưng mà trên hết chúng ta thấy rằng tình yêu đích thực nhất đó vẫn là một sự gì đó làm cho người ta sai lầm. Sai lầm trong tình yêu này là cô vợ đã quá ghen tuông để dẫn đến những vấn đề hệ lụy mà các nhân vật phải gánh chịu. Trong bộ phim này thì nhân vật vai diễn đạo diễn đằng của Đức Tiến là đã có dành một tình yêu rất là, phải nói là tình yêu cao thượng, tri kỷ, khi biết rằng mình không thể yêu được cô này như một người vợ, một người tình ngoài đời, mà chỉ là một người yêu trong nghệ thuật, trong điện ảnh và trong âm nhạc mà thôi. Và câu trả lời đó là trong tình yêu đôi khi chúng ta rất dễ mù quáng và sai lầm. Và nhất là khi chúng ta ghen sẽ làm chúng ta rất dễ sai lầm và dẫn đến rất nhiều các hậu quả. Hy vọng bộ phim lần này mang đến ta đề tài tình yêu trong âm nhạc, trong văn hóa Việt Nam, tình yêu gia đình, tình yêu vợ chồng, tình yêu nghệ thuật và nhiều mối tình yêu khác. Nhưng đừng biến ghen để giết tình yêu của quý vị. Và The Place of Flower, đó hoa mong manh hay đó hoa tình yêu sẽ làm cho tình yêu của quý vị thăng hoa hơn, đẹp hơn, sáng hơn, rạng rỡ hơn. Was tremendous. The story was beautiful. It actually made me cry. And I actually think this is a could be a critically acclaimed film, and it showed the Vietnamese culture in a way that people I don't think have seen before. So I highly, highly recommend this movie. I really loved the movie. It was very beautiful written, and also it was very beautiful made. I think I got a really nice sense of the Vietnamese culture, and also it was a beautiful love story that was very effective as well. Trizy cũng là một danh ca nổi tiếng, và cuốn phim này nói về đời của một cô ca sĩ, thì Trizy có thể cho cảm nghĩ của Trizy như thế nào khi mà đóng trong một cuốn phim như vậy hay không? Thật ra thì khi mà được mời đóng phim này, Trizy khi mà đọc cái kịch bản là cảm thấy rất là xúc động, là vì mình có thể là mình relate được với cái story, bởi vì mình cũng là một người ca sĩ, thì một cuộc đời ca sĩ thì lúc nào cũng có những sóng gió. Và cái cô ca sĩ mà chính trong cái phim á cũng gặp rất là nhiều sóng gió và đi đến một cái kết cục mà rất là thảm. Thành ra là khi mà đóng phim này đó, Hương thấy đó là trong phim Trizy khóc rất là nhiều, và đó là những cái cảm xúc thật khi mình đóng, chứ không phải là mình đóng phim, là tại vì mình cảm thấy là nó rất là gần gũi với cái cuộc sống của mình. We are so happy we are part of this. It's a fantastic film, and we really hope you get to enjoy it. We loved it. We love the title. It's so beautiful. A Fragile Flower. It's such a storytelling title. And when we saw the movie,
halfway through it, it was so captivating, and we really, really enjoyed it, and it was just a tear-jerking movie, so romantic. Và mình thực hiện nó thành một cuốn phim á, thì nó đòi hỏi passion, đòi hỏi cái feeling và đòi hỏi, tức là bây giờ đó, nó phải có một cái sự xúc động nào đó. Và hầu hết những tác phẩm nghệ thuật đều bắt nguồn từ những cái xúc động thật, từ những cái câu chuyện có thật ngoài đời. Và bây giờ cái câu chuyện mà Hạ kể đây trong cái cuốn phim đó Hoa Mong Manh cũng không có khác thường, đó là cũng là bắt nguồn từ những cái xúc động thật của những cái cảnh đời thật mà Hạ thấy. Và vì Hạ muốn kể một câu chuyện về một cái giới, về giới showbiz, tức là những cái người sân khấu, những cái người của sân khấu, có lẽ là những cái hào quang lộng lẫy trên sân khấu người ta có thể dễ nhìn thấy, nhưng mà người ta không thể nhìn thấy những cái góc khuất, những cái nỗi đau, những cái sự chịu đựng của người nghệ sĩ. Và đó là lý do Hạ muốn kể lại cái câu chuyện này. Điều thứ hai nữa Hạ muốn kể là vì Hạ nghĩ là chỉ có thể through một cái phim mình có thể mang cái văn hóa của mình, mang cái âm nhạc của mình tới gần hơn với thế giới, vì nó dễ có cơ hội để nó có thể đi lại gần với lại những người ngoại quốc hơn. Và vì vậy cho nên là Hạ nhất định là thực hiện bằng mọi cách cuốn phim này, để là mình cũng muốn mang cái văn hóa của mình, mang cái âm nhạc của mình và cái tinh thần của người Việt Nam để giới thiệu cho cộng đồng ngoại quốc. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em mong được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông lần cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.